Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Trong bối cảnh tình hình giao tranh ở khu vực Kerch của Nga đang diễn biến căng thẳng, Đài RT mới đây dẫn lời chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat từ Cộng hòa Chechnya của Nga cho biết ở vùng Kerch sẽ diễn ra trận chiến quyết định và cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của Ukraine. Theo đó, trong một video được đăng trên kênh Telegram của mình hôm 10 tháng 8, Thiếu tướng Abdi Alaudinov, người vừa được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga vào tháng 4 năm nay, cho biết việc Nga bị đánh bại trên chiến trường là điều không thể tưởng tượng nổi. Những bình luận trên được đưa ra trong lúc Ukraine đang có cuộc đột kích lớn vào vùng biên giới Kerch. Đây là cuộc tấn công lớn nhất của Kiev vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột nổ ra tháng 2 năm 2022. Ông Alaudinov nói, "Tôi không thấy có lý do gì để các bạn nghi ngờ hay nghĩ rằng chúng tôi thậm chí có thể thua trận chiến này." Ông cũng đồng thời kêu gọi thêm nhiều người tham gia quân đội Nga. Ông tuyên bố, "Tôi kêu gọi tất cả các bạn hãy đưa ra quyết định trong trận chiến này. Trận chiến quyết định, bởi vì sau trận chiến này, Ukraine sẽ sụp đổ, cũng như NATO, châu Âu, Mỹ và tất cả những người ủng hộ Ukraine." Cũng theo chỉ huy lực lượng Akhmat, họ bắt gặp người Mỹ, Ba Lan, Anh và Pháp chiến đấu cho Kiev. Ông nói, "Chúng tôi sẽ làm mọi cách để ngăn chặn." Ông đồng thời nhấn mạnh rằng Nga đang đoàn kết hơn bao giờ hết. Chúng tôi là một lực lượng mà không ai có thể ngăn cản được. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công hôm 6 tháng 8, quân đội Ukraine đã mất gần 1.120 binh sĩ và 140 xe bọc thép, đồng thời cho biết thêm rằng cuộc tiến công đã bị chặn lại. Moscow gọi cuộc đột kích là một hành động khiêu khích và cáo buộc Kiev nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự trong khu vực. Hôm 10 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận quân đội Kiev đang chiến đấu bên trong lãnh thổ nước Nga, vài ngày sau cuộc đột kích bất ngờ qua biên giới vùng Kerch. CNN trích dẫn phát biểu toàn quốc của ông Zelensky nói rằng Ukraine đang chứng minh rằng chúng tôi thực sự biết cách khôi phục công lý và gây chính xác loại áp lực cần thiết. Tổng thống Ukraine đồng thời cảm ơn mọi đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã giúp đẩy cuộc chiến vào khỏi lãnh thổ của đối phương. Viện nghiên cứu chiến tranh ISPK có trụ sở tại Mỹ gần đây đã nêu lý do Nga không điều quân từ mặt trận tác chiến ở Ukraine đến điểm nóng Kursk. Theo đó, ISPK cho biết Nga không muốn tái triển khai lực lượng từ các mặt trận tác chiến khác tới tỉnh biên giới Kursk để tránh làm gián đoạn cuộc tiến công ở miền đông Ukraine. Nguồn tin từ ISPK nêu rõ, Bộ Chỉ huy quân sự Nga hiện có thể đang phản đối việc tái triển khai lực lượng từ các mặt trận tác chiến khác để ngăn chặn các vụ đột kích của Ukraine ở tỉnh biên giới Kursk vì lo ngại làm gián đoạn các hoạt động tấn công của các lực lượng tại miền đông Ukraine. Theo nguồn tin, Bộ Chỉ huy quân sự Nga dường như đang dựa vào các đơn vị hiện có được triển khai đến khu vực biên giới quốc tế và các lực lượng sẵn có ở hậu phương, trong đó hầu hết là các đơn vị được biên chế lính nghĩa vụ và lực lượng không chính quy để giải quyết cuộc tấn công đang diễn ra của Ukraine ở Kursk. Đây có thể sẽ là những đơn vị đầu tiên phản ứng, ngay cả khi Bộ Chỉ huy quân sự Nga quyết định điều động thêm các đơn vị có nhiều kinh nghiệm hơn từ nơi khác trên các chiến tuyến. Bộ Tư lệnh Quân đội Nga được cho là đã tái triển khai quân từ các lực lượng dự bị tác chiến không xác định, bao gồm các đơn vị bổ sung gồm lính nghĩa vụ, lực lượng đặc biệt, Tổng cục Bộ Tổng tham mưu Nga, GRU, lực lượng tác chiến đặc biệt, SOF, đơn vị đặc nhiệm Chechnya bổ sung Akhmat hoạt động dưới sự bảo trợ của Bộ Quốc phòng Nga, cũng như quân đoàn số 1 của Donetsk và các cựu binh sĩ của nhóm Wagner đến các khu vực tại tỉnh Kursk. Theo ISVK, một blogger quân sự người Nga cho biết, các đơn vị từ quân đoàn 44, quân khu Leningrad thuộc nhóm lực lượng phía Bắc của Nga hiện đang hoạt động gần Rinsk, tỉnh Kursk. Tuy nhiên, ông cho rằng Bộ Chỉ huy quân đội Nga có thể đang tái triển khai lực lượng ban đầu được tập hợp cho một cuộc tấn công ở Kharkov thuộc phía Bắc của Ukraine. Nếu đúng như vậy, điều này cho thấy giới lãnh đạo quân sự Nga có thể đã xác định việc từ bỏ cuộc tấn công ở phía Bắc Kharkov là sự thỏa hiệp cần thiết để tránh việc rút quân khỏi các khu vực ưu tiên cao hơn tại mặt trận. Theo nguồn tin, Nga có thể từ từ tái triển khai các lực lượng ở quy mô rộng hơn. Trong đó, các đơn vị tiền tuyến có năng lực hơn có thể sẽ được điều đến Kursk trong vài ngày tới. Ngày 10 tháng 8, chính quyền Pirmasens ở miền nam nước Đức cho biết họ đã ngừng tiếp nhận người di cư Ukraine sau khi vượt quá hạn ngạch tiếp nhận. Người di cư Ukraine ở Đức có thể tự do lựa chọn thành phố hoặc quận mà họ muốn sống. Tuy nhiên, để đảm bảo các thành phố không bị quá tải, một hệ thống hạn ngạch được áp dụng để điều chỉnh sự phân bố người Ukraine giữa các tiểu bang liên bang. Tại tiểu bang Rhineland-Palatinate, nơi Pirmasens tọa lạc,
Bất kỳ thị trấn hoặc thành phố nào vượt quá hạn ngạch chấp nhận 40% đều được chính thức cho phép từ chối họ. Chính quyền Pomasen cho biết, hạn ngạch địa phương đã vượt quá 82,6% vào tháng 7 vừa qua, dẫn đến quá tải nguy hiểm cho thị trấn. Chính quyền cũng nói thêm rằng, dòng người di cư ổn định đã khiến việc bền vững hòa nhập tất cả những người mới đến trở nên khó khăn. Việc dừng tiếp nhận người tị nạn mới sẽ có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới, trong khi những người bị từ chối sẽ được chuyển đến trung tâm tiếp nhận ban đầu gần nhất để phân phối trong tiểu bang. Tuy nhiên, quyết định này có một số ngoại lệ. Ví dụ, thị trấn sẽ tiếp tục chấp nhận những người Ukraine đáp ứng tiêu chí có tác động tích cực đến sự hòa nhập, chẳng hạn như những người đã có nhà ở, việc làm hoặc thu nhập đủ trang trải chi phí sinh hoạt. Pomasen nằm gần biên giới Đức, Pháp, có dân số khoảng 41.000 người. Theo chính quyền địa phương, thành phố đã tiếp nhận gần 900 người Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Rheinland-Palatinate đang gặp khó khăn trong việc tiếp nhận người tị nạn Ukraine. Tháng trước, 5 trong 7 thành phố của tiểu bang đã lên tiếng báo động vì năng lực tiếp nhận người di cư mới của họ đã cạn kiệt. Đức được cho là một trong những điểm đến hàng đầu của Liên minh châu Âu-EU đối với người Ukraine do những lợi ích hào phóng mà nước này cung cấp. Ngoài quy chế bảo vệ tạm thời cho Hội đồng châu Âu đưa ra, quy chế này cấp cho người di cư từ Ukraine quyền được lưu trú miễn thị thực kéo dài, chỗ ở, chăm sóc y tế, việc làm và giáo dục. Người Ukraine ở Đức được hưởng lợi ích công dân là 610 đô la Mỹ mỗi tháng. Đây là mức hỗ trợ cao hơn đáng kể so với các quốc gia EU khác. Theo số liệu thống kê chính thức, tính đến tháng 3 năm nay, tổng cộng có khoảng 1,3 triệu người di cư Ukraine đang cư trú tại Đức. Một con số đại diện cho khoảng 1/4 tổng số ước tính 4,3 triệu người của khối. Tuy nhiên, theo các báo cáo của phương tiện truyền thông, chính quyền địa phương trên khắp đất nước đã thúc giục chính quyền liên bang bãi bỏ những lợi ích này để ngăn chặn dòng người tị nạn và thuyết phục những người mới đến tìm việc làm và hòa nhập tốt hơn vào xã hội Đức. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây xác nhận tiêm kích F-16 của phương Tây, máy bay chiến đấu Kiev mong đợi nhất, cuối cùng đã hạ cánh xuống đất nước này. Một khi được tung ra chiến trường, tiêm kích F-16 sẽ đối đầu với hệ thống phòng không S-400 đáng gờm của Nga. Tuy nhiên, theo trang The Asian Times, ngoài hệ thống S-400, Nga còn có thể sử dụng bộ đôi sát thủ khác để đối phó tiêm kích F-16, đó là các hệ thống phòng không di động Manpass, Inla và V-3. S-400 là hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Nga, được đưa vào hoạt động vào năm 2007 và được phát triển để cạnh tranh với hệ thống Patriot của Mỹ. Nga từng tuyên bố S-400 là hệ thống phòng không tầm xa tốt nhất thế giới. Hệ thống S-400 có khả năng bắn hạ máy bay và tên lửa ở khoảng cách xa. Hệ thống này có tầm bắn 400 km và có thể phát hiện mục tiêu cách xa 1.000 m. Hệ thống này bao gồm các radar gắn trên xe tải, một trạm chỉ huy di động và nhiều bệ phóng tên lửa. Nga đã triển khai hệ thống S-400 dọc theo tiền tuyến. Hiệu quả của hệ thống S-400 trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đã gây ra một số ý kiến trái chiều. Tháng 11 năm 2023, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Ukraine đã phá hủy 4 hệ thống phòng không của Nga trong một tuần, trong đó có 3 hệ thống S-400. Những tổ hợp phòng không này bị phá hủy tại tỉnh Lugansk vào ngày 26 tháng 10 năm 2023. Tháng 6 năm nay, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố phá hủy thêm một tổ hợp S-400 và một tổ hợp S-300 tại bán đảo Crimea. Theo giới quan sát, nhận ra mối đe dọa này, Ukraine đã cố gắng phá hủy nhiều hệ thống phòng không Nga trước khi tiêm kích F-16 đến. Hiện chưa rõ F-16 hiệu quả ra sao khi đối phó S-400 của Nga. Các chuyên gia cho rằng hệ thống S-400 cũng có điểm mù nhất định. Các tên lửa đánh chặn tầm xa mà S-400 sử dụng đều là tên lửa dẫn đường bằng radar bán chủ động. Khi máy bay bay dưới đường chân trời của radar, chúng sẽ không bị radar phát hiện. Hệ thống S-400 cũng đối mặt các thách thức khi đánh chặn tên lửa đạn đạo bay tốc độ cao và có khả năng cơ động tốt. Nga từng cảnh báo sẽ bắn hạ F-16 ngay cả trước khi chúng cất cánh. Hồi đầu tháng trước, Nga đã phóng tên lửa và phá hủy ít nhất 5 máy bay chiến đấu của Ukraine, trong đó có 2 chiếc Su-27 và 1 chiếc MiG-29. Chỉ riêng trong tháng 7 vừa qua, Nga đã ít nhất 3 lần tấn công sân bay của Ukraine, gồm sân bay ở tỉnh Odessa, miền nam Ukraine, và 2 sân bay ở Mihorod và Kiriviri, miền trung Ukraine. Khi xung đột Nga-Ukraine mới nổ ra, Moscow đã sử dụng bộ đôi sát thủ là hệ thống phòng không di động Manpass, Ila và V-3 để hạ gục 33% máy bay chiến đấu Ukraine. Các hệ thống phòng không Ila-S
và Verma có thể chống lại máy bay cánh cố định và máy bay cánh xoay, máy bay không người lái UAV và tên lửa hành trình ở khoảng cách 500m đến 6.000m và ở độ cao 10 km đến 3.500 km. Tiêm kích F-16 được cho là vượt trội hơn các máy bay chiến đấu cũ của Ukraine nhờ radar mạnh hơn và khả năng chống nhiễu tốt hơn. F-16 có thể phát hiện máy bay Nga ở khoảng cách xa hơn và nằm ngoài phạm vi bao phủ của hệ thống phòng không Nga. Trong trường hợp F-16 bay ở độ cao thấp, chúng dễ bị các manbat của Nga phá hủy. Trong một cuộc phỏng vấn với Zee Asian Times, một cựu phi công thuộc không quân Ấn Độ nói, Ila luôn là vũ khí nguy hiểm, chúng không thể bị gây nhiễu và rất khó đánh lừa người điều khiển bằng mồi nhử. Manbat là một phần quan trọng trong chiến lược phòng thủ trên không của Nga. Vũ khí này đã bắn hạ 1/3 máy bay chiến đấu của không quân Ukraine. Nhiều chuyên gia cho rằng Ukraine có thể chủ yếu sử dụng tiêm kích F-16 trong vai trò phòng không để loại bỏ tên lửa hành trình và UAV. Tuy nhiên, nếu Kiev quyết định tấn công bằng F-16, thì các hệ thống phòng không S-400 và máy bay chiến đấu của Nga có thể đặt ra thách thức đáng kể đối với tiêm kích này.